Thưa quý vị, sáng nay, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cùng lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thới Lai và Đảng ủy xã Thới Tân về tình hình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2023. Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh thời gian qua, các cấp ủy Đảng và chính quyền trên địa bàn thành phố đã thực hiện đạt nhiều thành tựu to lớn trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu Hiện nay, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đang bước vào giai đoạn đòi hỏi mức độ đạt chuẩn cao hơn so với giai đoạn trước. Chính vì vậy, cần có sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị. Tính đến thời điểm hiện tại, xã Thới Tân, huyện Thới Lai, cơ bản có 14 trên 19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 5 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 7, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí số 8 về thông tin truyền thông, tiêu chí số 13, hình thức tổ chức sản xuất, tiêu chí số 14 y tế và tiêu chí số 15 hành chính công dịp này bí thư thành ủy và các thành viên trong đoàn đến thăm mô hình làm mắm đồng của một hộ dân và một doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn xã thới tân